Mình có một giấc mơ về Thụy Sĩ, nơi mình chạy nhảy trên bãi cỏ nối liền tới những ngọn núi chót vót, vây quanh là bầy dê với miệng chúm chím cười, khung cảnh như màn hình nền máy tính. Có lẽ là do mình từng đọc Heidi. Chặng đường đến với Thụy Sĩ không quá xa xôi, nhưng khó khăn hơn cả chính là chọn các địa điểm mà bọn mình sẽ đi, vì chỗ nào cũng như tiên cảnh. Những cánh đồng hoa dại, thung lũng mênh mông trải dài, những ngọn núi chập trùng phủ tuyết trắng. Mình thực sự chưa tìm ra mỹ từ nào để có thể ca ngợi thiên nhiên của đất nước nhỏ bé này. Nếu có điều gì khiến bọn mình dậy vào 5 giờ sáng thì chỉ là đi về quê hoặc là đi du lịch thôi. Bọn mình có chuyến tàu sớm tới Thụy Sĩ. Vì đường đi không quá xa nên mình thích đi tàu hơn là đi máy bay. May là cơn mưa buổi sáng không kéo dài để bọn mình có thể ngắm chút cảnh trên đường đi. Vì chỉ đi vài ngày và di chuyển ở Thụy Sĩ giữa các địa điểm tương đối xa, nên bọn mình đã lên lịch trình để chuyến đi diễn ra suôn sẻ hơn, chủ yếu là tính xem đi những đâu và đi bằng gì. Đối với người tùy hứng như mình thì kế hoạch này còn phức tạp hơn cả hành trình du học. Bọn mình thuê nhà ở Lucerne, chủ nhà là Céline và Fabien, siêu tốt bụng và hiền. Rất tiếc là bọn mình chỉ gặp các bạn ấy vào tối muộn nên chỉ có thể trò chuyện chút đỉnh. Địa điểm đầu tiên là đỉnh núi Rigi. Bọn mình chọn đi tàu thủy để ngắm hồ Lucerne, rồi sẽ đi tàu hỏa bánh răng tới đỉnh. Bạn vừa đi bằng cách nào lên đấy? Chúng tôi vừa đi tàu tàu bánh răng. Thank you.
Ricky là đỉnh núi không quá cao thuộc vùng cao nguyên Thụy Sĩ. Từ đây mình có thể ngắm 13 hồ nước và các núi cao trong vùng. Cùng thưởng ngoạn cảnh vật nên thơ với bọn mình là những chú bò. Chưa nhìn thấy chúng mà mình đã nghe thấy tiếng chuông rồi. Thuyền bé như hạt muối. Hạt muối. Em nhìn cả tàu xe kìa. Ô tô kìa. Wow. Mình thấy khi đi Thụy Sĩ, ngoài chuẩn bị nhiều tiền, giày leo núi tốt, quần áo đáp ứng được thay đổi của nhiệt độ, ta còn cần một thiết bị chụp ảnh với thật nhiều bộ nhớ nữa. Về đến Lucerne đã là hoàng hôn rồi, bọn mình vội vàng mua đồ ăn để picnic ngày mai. Thank you.
Điều đặc biệt của chuyến đi 5 ngày này là không cần phải đến đích thì mới đẹp, mà cả chặng đường tới đó đã là các bức tranh. Núi Zitlis, đỉnh núi cao nhất dãy phía bắc đèo Susten của dãy Alps Thụy Sĩ. Bọn mình sẽ được ngắm tuyết và một phần sông băng ở đây. Rồi, ấm rồi. Bọn mình đã độn thêm quần áo. Mỡ độn thêm quần áo. Em độn mới khăn. Tại vì rõ ràng bạn kia bạn bảo là chỉ mặc như mùa thu là được rồi. Vậy em đang nghe bạn ý. Mà đang nhìn thấy tuyết rồi này, mong. Chọn lên Zitlis ngoài dự định nên bọn mình vừa lo lắng bị ướt tất hoặc là ngã sấp, vừa phấn khích vì được lên núi tuyết giữa mùa hè. Gậy chủ quan đấy, chị để tôi vừa cho mượn cái gậy. Và ra ốc. Dễ thương đi. Mua bài kem. Dính chặt tay vào bây giờ. Dính chặt tay vào là em đi trước nhá. Không lại như thế. Vì như thường nói là có nhiều băng mà. Tin hơn rồi, nhờ. Hết sợ rồi. Hết sợ à? Chưa bị lao này.
Cảnh đã rất đẹp và vợ tôi thì nhắm tìm á. Wow, anh ơi nóng lên rồi. Nắng nhỉ? Anh có thể cởi áo lên rồi đấy. Có tiếng gáy từ Việt Nam. Đường đây mà. Vì chót ham chơi nên bọn mình suýt nữa thì lỡ chuyến tàu cuối để đi lên đỉnh núi Pilatus. Được đưa vào hoạt động vào năm 1889 với độ dốc lên tới 48%. Đây là đoàn tàu dốc nhất trên thế giới với hành trình là lên và xuống từ đỉnh Pilatus chót vót. Phát minh này được cho là không tưởng vào thời đó. Núi Pilatus mang truyền thuyết về đàn rồng với năng lực chữa trị sống ở các khe núi vào thời Trung Cổ. Người ta kể rằng có một cậu bé bị rơi vào một khe núi nhưng đã sống sót qua mùa đông vì được trú trong động với hai chú rồng. Tiếc là đã muộn rồi nên bọn mình đành hẹn lần khác để tìm hiểu thêm về đỉnh núi kỳ bí này. Về Lucerne thì đã tối muộn, nên bọn mình ra ngoài và nấn ná ngắm nốt thành phố, bởi vì ngày mai lại là một địa điểm mới. Ước gì bọn mình đã không vội vã như thế.